năm ngoái. Sẽ rối sống buồn cả cửa trùng. Này. Qua cái clip này thì tại clip kia dài thì Bùi Hồ muốn chứng minh thật gần là bé Thiện này có phải là 3 tuổi rưỡi hay không. Thì anh Dũng, anh sẽ lấy cái giấy khai sinh của bé Thiện ra. Công việc hàng ngày của mình là làm là công việc gì ha anh Dũng? Mình cũng làm tự do, những ngày kia làm mướn, ai có mướn. Dạ. Thì anh chia sẻ rằng là bé cũng có thể đọc báo được nữa hả? À, bé đọc báo. Con đi, con có đi học chưa? Con chưa đi học hả? Con còn ăn cháo hay là ăn cơm? Con biết trả lời. Nó mới biết nói chuyện hả? Mới biết nói chuyện thôi. Nó biết nói chuyện là nó đọc luôn đó. Mà lại giỏi như thế đó hả? Mừng lắm. Mình cũng cố gắng mừng lắm. Nó thấy nó được vậy mà cũng mừng dữ lắm chứ. Dạ. Nói chuyện chưa gầm nhưng mà lá cờ của các quốc gia thì bé biết chính xác 100%. Là cái về năng lực mà biết lá cờ quốc kỳ là anh chỉ thêm cho bé hay sao anh? À, đó nó nghe mình nuôi dạy mình chỉ rồi cái này cái gì cái nó lật lên sau lưng nè. Ví dụ cờ này cờ gì nó không biết, cái lật nó biết cái chữ Pháp tầm đấy. Nó cờ nó biết cái chữ màu Pháp này nó ghi là bé trong bụng rồi. Là bé tự học hay là cái mình chỉ đó. Dạ. Mình đưa nó từ tắm. Nó không có cũng không có chịu học, nó đưa nó lực tự chân. Dạ. Thì để chứng tỏ rằng đây là bé Nguyễn Trọng Thiện, sinh ngày 2 tháng 9 năm 2016. Ôi, ngày sinh đẹp quá. Ngay ngày Quốc Khánh luôn. 2016 thì đến tháng 9 này nữa là bé Thiện tròn 4 tuổi chẳng. Thì hiện nay bé chưa được 4 tuổi. Đây là tên mẹ bé với là ba bé. Thì Nguyễn Trọng Thiện, cô bác anh chị để chứng tỏ thật là có bé Thiện có đúng như vậy hay không. Thì mọi người nhìn cái tờ giấy khai sinh này thì mọi người sẽ gõ. Thiện ơi, con có thể đọc những cái tờ chữ này cho chú nghe nè. Cờ này cờ gì? Cờ sa màu. Rồi con ngồi xuống con đọc cho kỹ chú coi coi. Con đọc mấy chữ này cho chú coi coi. Cầm đọc gấp không ta? Khai sinh. Giỏi đây có kẹo. Cái này gì? Khỏe văn trúng. Rồi bây giờ giấy khai sinh thì bé bây giờ mình sẽ kiếm một cái một trên một cái tờ báo đó nha. Dạ. Rồi bây giờ con để kiếm nè. Bây giờ con với chú chơi cái này nè, con đọc coi. Nè con đọc nè, con cầm cái điện thoại của chú đi. Rồi con đọc coi nè. Chị con chỉ nè, là con đọc cái gì? Thì tốt đẹp. Gọi ý. Nè. Gọi chế chị thôn toán. Rồi, đọc lại đọc. Đó, đó. Chữ gì đó. Giỏi nè, mày chỉ nha, là đọc hôm nay. Nó gì đó. Chưa. Cái gì đọc đàng hoàng nè. Nè, chữ này. Bắc. Đọc đàng hoàng coi, con đọc đàng hoàng. Biết. Ừ. Đọc đàng hoàng. Vương. Bay to. Quang. Điểm. Chúc. Gác. Khi tam. Đọc đàng hoàng. Tam. Đọc đàng hoàng không? Tam. Đâu nè. Nè. Chẳng tiếng cán phương. Công sinh. Nè, chỗ này. Ca sĩ đường có nên cái nhìn tăng đắc. Hả, em đọc lại rồi. Tăng. Nữa đọc lại. Tăng. Tăng. Không đâu. Qua luôn rồi. Nè. Phóng. Phán. Tông. Trộm. Nhâm mà. Lợm. Chịu. Chỉ. Nghiêm. Phải. Chuông. Một. Ồ, rồi bây giờ mình kiếm một cái bài báo khác được không chị nhỉ? Nha chị. Dạ. Viết gì ngẫu nhiên đấy. Thôi, bây giờ đây. Cái bài báo này thì mới nè.
Đó. Nè con nè, nè đọc lại, nè giỏi con. Cái này được rồi. Nè nè đọc giỏi mẹ Phương. Để đọc thì con đọc giỏi kìa. Giỏi nha con. Mệt. Rồi, dạ, rồi được rồi, hết hết cái dòng đó được rồi. Khúc xe rồi ạ. Dạ nó mệt. Nè con, lẹ. Mày gọi chữ nữa rồi. Tiếp. Che tổ cửa mẹ in đơn. Rồi. Rồi, giỏi quá luôn. Ôi, giỏi quá luôn rồi bé Thiện ơi. Con làm chú nể con quá. Việc mà bé năng động như thế thì hàng ngày mình chăm sóc, mình giữ bé có mệt lắm không anh? Nó cũng bình thường. Dọn nhà nó chơi. Ăn uống của bé thì sao? Ngày nó ăn chay không? Ăn chay không anh hả? Bé tự ăn hay sao? Nó tự ăn, ăn mặn nó không có ăn. Ôi. Cá tôm rồi nó mua về đút cho nó lùa cá cho nó nuốt tôm vô không? Rồi bà ngoại á, bà ăn tương đó là cái lấy đồ ăn chung với bà ngoại. Là bé ăn chay không? Là mình thử tôm cá là bé không ăn? Nó ăn mà nó lừa ra, nó bỏ. Ôi. Cơm thì nó ăn. Cá đồ nghiền, mẹ nó nghiền nhuyễn như luôn, như bột vậy đó. Rồi cái đứa nó cũng nghiền, nó lừa ra được hết trơn hả? Ôi, hay quá. Là miếng tàu hủ, nấm gom đồ nuốt ào ào. Nó có ăn nuốt được thịt xay ra nó cũng nghiền nha. Nghe chị nói rằng là bé không ăn bánh kẹo luôn hả? Bánh kẹo nó không ăn. Ôi quá giỏi. Cô bác của anh chị mọi người có thấy được khả năng của con người là vô hạn không? Bùi Hồ cảm thấy rất là yêu. Chắc chú bắt con về nuôi luôn quá à. Chịu không? Đi theo với chú về không? Chịu không? Ôi, cho không chú miếng rồi, không chú miếng rồi. Không. Chú không lại miếng rồi. Dễ thương quá. Ôi mà dễ thương quá đi. Con trai vậy cưng dữ lắm luôn á. Thì đó là cái năng lực về đọc chữ của bé Thiện. Khi mà những cái chữ bé đọc một cách bập bẹ, khi mà tiếng nói của bé chưa gành, nhưng mà về mặt chữ thì bé tỏ vẻ rất là thành thạo, như mình đã học qua một cái trường lớp nào rất là lâu rồi. Thì việc mà những cái bé mà có cái năng lực đặc biệt như thế này ở Việt Nam mình cũng có nhiều, nhưng mà về của bé Thiện là cực kỳ đặc biệt hơn. Thì để chứng tỏ cái sự đặc biệt đó, mời cô bác quý anh chị cùng Bùi Hồ trải nghiệm thêm một cái mức độ cao hơn với thử một cái đống lá cờ quốc kỳ kia. Thì bé Thiện che 90, anh Dũng sẽ che khoảng 90% lá cờ, nhưng mà bé Thiện có thể tự đoán ra được.